Đó, có hai chị này đang chụp hình nè, rất là dễ thương luôn. Đó, đẹp quá. Rồi, chúc mừng năm mới luôn nha. Hi, xin chào quý vị khán giả đã trở lại với kênh Hà Vô Ký Vlog. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, chúc quý vị vui vẻ, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống nha. Thì bây giờ Hà Vô Ký đang đi bộ trên cái bờ hồ Xuân Hương ha. Thì phía sau lưng Hà Vô Ký là cái quán cà phê Thanh Thủy, một cái quán cà phê rất là nổi tiếng ha. Ngồi đây uống cà phê ngắm view cái hồ và quang cảnh xung quanh cái hồ rất là đẹp. Cái quán này đã đi vào phim ảnh rất là nhiều rồi. Quý vị nhìn đó thì quý vị biết ngay, nếu ai đã từng coi phim và ai đó đã từng đến Đà Lạt thì chắc chắn sẽ rất là rành ha. Rồi, hôm nay thì Hà Vũ Ký đang ở đây. Nhiệt độ của Đà Lạt buổi sáng sớm thì tầm khoảng 14-15 độ. Buổi trưa thì tầm khoảng 22 độ. Thời tiết rất là mát mẻ, dù mùa đông nhưng mà nó không có lạnh, rất là dễ chịu quý vị. Rồi, hôm nay thì Hà Vũ Ký đi review cái hồ này để Hà Vũ Ký ghi lại những cái hình ảnh về hồ Xuân Hương. Bởi vì mỗi lần mà khi xa Đà Lạt, ít có dịp đến Đà Lạt á, thì Hà Vũ Ký lại nhớ đến Đà Lạt thì nhớ nhất là cái hồ Xuân Hương. Đi trên bờ hồ Xuân Hương, ngắm cái view hồ Xuân Hương, rồi tận hưởng bầu không khí trong lành, rồi ngắm cảnh rất là dễ chịu luôn. Nên Hà Vũ Ký muốn lưu giữ lại cái hình ảnh này, rồi bên cạnh đó chia sẻ đến quý vị khán giả luôn. Rồi bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng với Hà Vũ Ký chúng ta đi một vòng hồ Xuân Hương để khám phá tham quan cái mấy hồ Xuân Hương nha. Xin mời quý vị. Đó thì bây giờ Hà Vũ Ký đang chạy dọc theo cái hồ Xuân Hương nha. Hà Vũ Ký sẽ review cho quý vị xem cái hồ Xuân Hương, review được tới đâu hay tới đó. Rồi cái clip dài hay ngắn thì Hà Vũ Ký cũng cố gắng review một vòng hồ Xuân Hương là Hà Vũ Ký kết thúc clip ha. Xin mời quý vị khán giả đồng hành với Hà Vũ Ký, đi với Hà Vũ Ký chúng ta khám phá ha. Xung quanh hồ Xuân Hương và có những cái gì ven hồ Xuân Hương á, thì Hà Vũ Ký cũng review chia sẻ cho quý vị luôn. Quý vị thấy không nè, hoa nè rất là nhiều nữa quý vị. Đó, hoa rất nhiều. Rồi bên đây thì cái này hồi đó là nó bixi, bây giờ là cái gì đây, go hả? Đó, trời nắng, nhưng mà ở Sài Gòn á, thì nếu ở Sài Gòn thì nó sẽ nóng, nhưng mà ở Đà Lạt thì nó mát lạnh nè quý vị. Nhiệt độ buổi sáng thì tầm 14-15 độ, nhưng mà buổi trưa thì nó tầm 22-23 độ thôi, mát mẻ lắm. Quý vị thấy bầu trời xanh trong ha, mặt nước cũng xanh trong luôn. Quý vị đến với thành phố Đà Lạt mà vào những cái tháng mưa đó thì quý vị sẽ thấy mặt hồ nó nước ngà ngà đục màu đỏ. Lý do là ở đây là vùng cao nguyên đất đỏ đó quý vị. Đó nên mưa, nước mưa nó cuốn cái đất đỏ nó trôi xuống cái hồ á, làm cho hồ mặt nước có màu ngà ngà màu đỏ ha. Đi vào những cái tháng ít mưa, không có mưa thì quý vị sẽ thấy mặt nước hồ rất là xanh trong đó. Hà Vũ Ký đi vào mùa đông nhưng mà không lạnh lắm, mát mẻ dễ chịu. Quang cảnh xung quanh cái hồ nè, quý vị nhìn thấy đâu cũng có thông á, rất là mát mẻ. Quý vị nhìn thấy nè, hoa rất là nhiều.
không gian xanh mượt, nhiều sắc màu, rất là đẹp mắt quý vị. Đà Lạt nếu mà không có dịch bệnh chắc nó sẽ còn đông dữ nữa quý vị. Tại vì nhiều người còn e dè cái việc đi lại á, sẽ có nhiều trắc trở khó khăn, nên nhiều người còn chưa đến. Nên thành phố Đà Lạt theo Hà Vũ Ký quan sát thì có lẽ là nó không đông so với mọi năm. Vào mùa đông như thế này nè, người ta thích lên Đà Lạt tận hưởng cái không khí lạnh. Mùa hè thì người ta lên người ta tận hưởng cái bầu không khí mát mẻ, nhưng mà mùa đông thì người ta lên là người ta tận hưởng cái bầu không khí mát lạnh của Đà Lạt, rất là phê. Cái đường xung quanh hồ Xuân Hương đó, cái hướng là đi về cái chợ đó quý vị, cái hướng từ Sài Gòn đi về chợ Đà Lạt đó, thì đã được mở rộng rồi. Hôm nay Hà Vô Ký thấy nó rộng lắm, nó lên tới 4 làn xe rồi quý vị. Nhu cầu đi lại mà phát triển du lịch mà người ta đến đông mà xe nó nhiều thì nó sẽ kẹt xe, nên bây giờ Hà Vũ Ký thấy là chính quyền thành phố Đà Lạt đã cho làm lại cái con đường này rồi, rộng rãi rồi. Hà Vũ Ký vừa chạy xe, Hà Vũ Ký vừa review chia sẻ và nói trực tiếp cho quý vị nghe đó, nên nhiều khi nó có điều gì mà nó chưa đúng lắm á thì quý vị cũng thông cảm, rồi hình ảnh mà nó có rung á thì quý vị cũng thông cảm nha. Bởi vì vừa phải tập trung quay, vừa lái xe và vừa nói chia sẻ cho quý vị á, nên có thể là nó sẽ không được như ý, nhưng mà có gì quý vị cũng thông cảm nha. Bé nó té rồi kìa. Đó, đây nè, đây là cái bùn binh chuẩn bị qua cái cầu cống, cái cống đi vào chợ Đà Lạt đó quý vị. Quý vị thấy không, Hà Vũ Ký đi review buổi trưa rồi đó, không phải là không muốn đi review buổi sáng đâu, như Hà Vũ Ký vừa nói đó, đi review bây giờ, review bây giờ thì nó mới có cái bầu trời xanh trong. Nhưng mà quý vị sẽ thấy là xe cũng khá là đông. Đó. Đây là hướng đi vào chợ Đà Lạt nha quý vị. Đó. Đằng trước là quý vị nhìn thấy xa xa sẽ có cái bùng binh. Đó là cái bùng binh trước chợ Đà Lạt đó. Hãy cho tí lấy cái này cho quý vị coi nè. Đó. Rất là đẹp. Đó, đây là trước chợ Đà Lạt nha. Hầu như ai đi Đà Lạt cũng phải biết chỗ này ha. Chợ Đà Lạt là một cái chợ rất là nổi tiếng rồi. Hà Vũ Ký sẽ review đi qua một vòng, đi qua và không đi lại nha quý vị. Đi qua và không đi lại nên Hà Vũ Ký sẽ review chậm, kỹ tí xíu. Quý vị xem á thì quý vị cố gắng xem theo dõi hết clip nha. Xem thì quý vị cũng ủng hộ Hà Vũ Ký Vlog luôn nha. Quý vị nhớ thích, like, chia sẻ clip và đăng ký kênh ủng hộ Hà Vũ Ký Vlog ha, để Hà Vũ Ký Vlog có thêm cái động lực, có thêm niềm vui, có thêm sự hưng phấn để Hà Vũ Ký cố gắng đi xa, đi nhiều nơi để rồi review chia sẻ cho quý vị khán giả được nhiều cái cảnh đẹp hơn, nhiều điều thú vị hơn. Và cái clip sẽ có chất lượng hơn về mặt nội dung cũng như hình ảnh ha. Nhớ nha quý vị, nhớ share, chia sẻ clip và đăng ký kênh ủng hộ Hà Vũ Ký Vlog nha. Đi làm cũng tốn kém, cũng vất vả lắm quý vị ơi. Có nhiều quý vị xem mà quý vị không có xem hết clip ủng hộ Hà Vũ Ký Vlog gì hết, vô cứ
khen rồi chúc sức khỏe này kia không à, mà Hà Du Ký biết là không có xem. Bởi vì xem thì quý vị sẽ bình luận theo cái nội dung, cái hình ảnh mà quý vị đã được xem. Còn quý vị không xem là Hà Du Ký thấy cái bình luận là Hà Du Ký biết liền à. Đó, nên Hà Du Ký mong các bạn xem hết clip. Hà Du Ký cũng luôn xem hết clip cho các bạn. Không có bạn nào mà Hà Du Ký xem mà không xem hết clip. Nhiều khi là xem một lần hai clip luôn, rồi xem luôn quảng cáo cho các bạn. Đó. Trời ơi, gió nó phà vào mặt á, mát ơi mát quý vị ơi. Đó, mặc dù Hà Du Ký đang đeo khẩu trang á, đang đeo khẩu trang nhưng mà vẫn cảm giác được cái mát lạnh luôn. Rất là phê, rất là đã. Có một cái sự thay đổi của thành phố Đà Lạt là lần này Hà Du Ký lên Đà Lạt á, Hà Du Ký thấy có đèn xanh đèn đỏ rồi. Chứ thành phố Đà Lạt là thành phố duy nhất mà không có thành phố nào ở Việt Nam á, thành phố không có đèn xanh đèn đỏ. Nhưng mà hôm nay thì sau khoảng 10 tháng không trở lại Đà Lạt thì hôm nay trở lại Đà Lạt thì quý vị thấy đó, Hà Du Ký thấy có đèn xanh đèn đỏ rồi quý vị. Cái hướng này đi về thung lũng tình yêu nha quý vị. À, đội mông mơ thung lũng tình yêu rồi đó. Còn đây là quý vị thấy không, rất có rất nhiều xe ngựa nè. À, xe ngựa này là để cho quý vị thuê chủ xe ngựa đó, rồi họ sẽ chở mình đi một vòng xung quanh hồ để mình ngắm cảnh ha. Đó, rất là nhiều chú ngựa và rất là nhiều xe ngựa, rất là dễ thương ha. Bởi vì Hà Du Ký đi liên tục đi suốt suốt vậy nè, nên Hà Du Ký không có review lại, dừng lại review chi tiết cho quý vị đó. À, để nhiều khi cắt ghép rồi nó gián đoạn để cho quý vị hình dung được cái xung quanh bờ hồ Xuân Hương liên tục, mình nhìn ngắm liên tục nó như thế nào ha. Quý vị nhìn thấy cái mặt nước hồ và bầu trời không? À, rất là thú vị ha. À, kênh của Hà Du Ký Vlog là kênh du lịch khám phá và chia sẻ cảm xúc cuộc sống nha quý vị. Đó thì Hà Du Ký đi đâu có cảnh gì đẹp, có cái điều gì thú vị, có gì độc lạ, rồi có gì mà mang tính chất là cảm xúc cuộc sống, chia sẻ cảm xúc cuộc sống, cảm xúc của Hà Du Ký cũng như là cảm xúc của ai đó mà Hà Du Ký cảm thấy là nó hay, có thể chia sẻ đến mọi người để chúng ta cùng chia sẻ với nhau, thì Hà Du Ký sẽ review chia sẻ cho quý vị. Quý vị thấy xe ngựa chạy có vui không? Vui mắt ha. Ở đây có những cây mai nè quý vị. Đó, nó khoảng 2 tuần nữa thôi là nó trổ màu hồng á quý vị, hồng nhạt, hồng cánh sen á, đẹp lắm. À, cái clip này nó được bao nhiêu phút thì quý vị cố gắng xem nha, tại vì Hà Du Ký review chủ yếu là cái hồ Xuân Hương thôi. Đó, hết cái một vòng hồ Xuân Hương thì Hà Du Ký sẽ dừng lại và kết thúc clip. Đó, nên quý vị cố gắng xem hết clip nha. Đó, đừng bỏ Hà Du Ký đồng hành có một mình nha. Rồi, chúc các bạn quý vị cố gắng xem hết clip luôn. Hà Du Ký nói hoài luôn á. Rất cần quý vị ủng hộ. Sự phát triển của kênh Hà Du Ký Vlog là nhờ sự ủng hộ, sự giúp đỡ của quý vị khán giả. Hà Du Ký rất là biết ơn quý vị quan tâm và quý vị ủng hộ nha. Thực tế là nếu quý vị ngồi ở nhà quý vị xem á, thì quý vị sẽ nhìn thấy được cảnh vật thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị đến đây á, thì quý vị còn tận hưởng được cái cảm giác mát, cái cảm giác lạnh, cảm giác gió vi vu xuyên qua kẽ lá của những cái cây thông á, rất là thú vị luôn. Mặt nước thì nó long lanh lấp lánh á quý vị, nó gợn sóng nhẹ nhẹ, nhìn rất là vui mắt và dễ chịu. Hà Du Ký đi thời điểm này là quá tuyệt vời quý vị ơi. Tại vì sao? Đường nó thông thoáng. Chứ buổi sáng sớm 7-8 giờ, 9 giờ, rồi buổi chiều, nhất là buổi chiều á, chiều mà từ lúc khoảng 4 giờ cho tới 6-7 giờ quý vị, đông lắm. Tại vì Hà Du Ký từng để đi
xung quanh cái hồ này rất là nhiều lần rồi, đông lắm. Nên mình chạy xe, người chạy xe giờ review nó sẽ không thuận lợi, rồi nhiều lúc phải dừng lại do kẹt xe đó. À, Vũ Ký thấy bên kia người ta đang làm là đường, không biết là mình có đi hết cái vòng hay không. Nếu như mà không hết cái vòng thì được bao nhiêu, ngắm bấy nhiêu ha. Mấy bên trái đó có những cây thông cổ thụ, quý vị thấy đã không? Rất là to, cổ thụ lắm quý vị. Mà quý vị mà ngồi ở dưới gốc thông ha, đồi thông ha, quý vị ha, nghe tiếng gió nó vi vu vui tai lắm. Đó, gió nó thổi xuyên qua kẽ lá thông ha, nó vi vu nghe đã lắm, nó khác những cái cây khác khi mà gió thổi qua kẽ lá nha. Nước đẹp quá, mặt nước hồ đẹp quá. Hôm nay thành phố Đà Lạt đang chỉnh trang lại, sửa sang lại cũng rất là nhiều quý vị. Nhưng mà những cái chỗ đó thì Hà Vô Ký không có review chứ đâu. Tại vì họ đang chỉnh trang, họ đang sửa sang mà. Quý vị thấy không? Nhìn đâu cũng thấy cây, nhìn đâu cũng thấy hoa. Đặc biệt thích nhất là nhìn những cái thông đó quý vị. Quý vị có dịp thì hãy đến với thành phố Đà Lạt nha. Một cái nơi hiền hòa, không khí ôn hòa, mát mẻ, trong lành, xanh, sạch, đẹp. Con người cũng rất là gần gũi, dễ thương và hiền hòa, nghĩa tình nữa quý vị. Cảnh vật thì nên thơ, rất là đẹp. Đó, con ngựa nó chạy nè quý vị thấy không? Ngay bên trái có rất nhiều hoa, hoa gì đây? Tự nhiên đi trên đường bất chợt nhìn thấy thì không biết tên. Ở đây thì có cái khuôn viên ở trong đó, có giống như cái đảo ấy, có quán cà phê mà Hà Vũ Ký vô đó uống rồi, rất là thơ mộng, rất là đẹp luôn. Nói chung Hà Vũ Ký giờ sử dụng từ rất nhiều quá, tại vì Hà Vũ Ký rất là thích đó. Còn cái đường bên trái này là đi thẳng lên đại học nè, ngã năm đại học nè, đại học Đà Lạt đó, đó cái con đường này, đó. Đây là cái khu không gian hoa viên của vườn hoa thành phố Đà Lạt nè. Ở đây cũng có rất nhiều xe ngựa nè quý vị, đó, rất là nhiều xe ngựa ha. Đó, quý vị nhìn thấy không? Vườn hoa thành phố Đà Lạt nè. Có rất nhiều hình trái tim trước cổng nè, thấy không? Có hình hai con rồng. Mát mẻ quá, cảm giác rất là đã, gió nó mát, mặc dù đang đi buổi trưa quý vị, tầm khoảng 10 giờ rưỡi đó, nhưng mà gió rất là mát, dễ chịu vô cùng. Buổi sáng thì xe lạnh đã lắm. Trước là có cái đường binh, quẹo tay trái thì đi vô đường Nguyên Tử Lực, mình đi vào thung lũng tình yêu, đồi mộng mơ rồi quý vị đó, rồi những cái khu vườn hoa ở trong đó rất là nhiều. Quẹo tay phải thì đi theo cái vòng của bờ hồ nè ha. Đó, trước có một cái
con đường mấy bên tay trái là đi về chạy mát nè, rồi đội chè ga xe lửa rồi quý vị đó. Quý vị thấy là đường ta đang làm đúng không, tới đây là người ta xong cho đi nữa nè. Nãy giờ mình đi như vậy là được khoảng hơn nửa vòng của cái bờ hồ rồi quý vị, được khoảng 70% của bờ hồ rồi đó. Thì Hà Vô Ký đứng đây đó, thì quý quay ngược lại cho quý vị xem bên kia, quý vị thấy người ta đang làm không đó, người ta đang làm đó quý vị, nên không chạy tiếp được nữa. Thì đây nhìn ngược lại nè đó, cái hồ Xuân Hương quý vị thấy là mặt nước rất là xanh, bầu trời xanh, mặt nước xanh. Rồi Hà Du Ký cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành với Hà Du Ký để chúng ta đi khám phá, đi ngắm cảnh xung quanh cái hồ Xuân Hương. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Like, chia sẻ, like, đăng ký kênh ủng hộ Hà Du Ký Vlog nha.